Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, non sông Việt Nam là một dải thống nhất, biển trời Việt Nam là một và không thể tách rời. Đó là những gì mà chúng ta vẫn thường hay nói về lòng quyết tâm bảo vệ lãnh thổ dân tộc, bao gồm vùng đất, vùng trời và cả vùng biển. Ngày nay, bảo vệ chủ quyền biển đảo được xem là một hành trình dài của cả dân tộc. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, bên cạnh các hoạt động đấu tranh ngoại giao thì việc đóng quân, đưa dân lên đảo, đánh dấu lãnh thổ cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đấu tranh trường kỳ này. Ngoài việc xây dựng các công trình quân sự trên đảo, các nhà giàn bảo vệ các bãi cản thì việc xây dựng các ngọn hải đăng cũng đóng một vai trò rất lớn trong việc đánh dấu chủ quyền của Việt Nam trên các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa. Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an toàn hàng hải quốc tế trên khu vực quần đảo Trường Sa, thì những ngọn hải đăng này còn được xem như là một vòng gác canh giữ chủ quyền Trường Sa của Việt Nam. Mỗi ngọn hải đăng ở quần đảo Trường Sa còn là những cột mốc chủ quyền của Tổ quốc trên Biển Đông. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu 9 ngọn hải đăng ở quần đảo Trường Sa hiện nay. Hải đăng Trường Sa lớn nằm trên đảo Trường Sa lớn, hòn đảo được xem như là thủ đô của huyện đảo Trường Sa. Hải đăng Trường Sa lớn được xây dựng vào năm 2009 và được hoàn thành vào đầu năm 2010, có tầm hiệu lực khoảng 14,4 hải lý vào ban ngày và khoảng 18,5 hải lý vào ban đêm. Thân đèn màu vàng, tháp đèn cao khoảng 14,2 mét, tâm sáng 25 mét, phát ánh sáng trắng, chớp đơn, chu kỳ chớp 10 giây. Hải đăng Trường Sa lớn tựa như một tượng đài sừng sững giữa biển khơi, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Trường Sa định hướng và xác định được vị trí của mình, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Ngọn hải đăng ở Trường Sa lớn là loại đèn cấp 2, sử dụng lăng kính xoay, chu kỳ chớp 10 giây, tầm phát sáng khoảng 18,5 hải lý. Ngoài ra, trạm còn có hệ thống RACOM, phát tín hiệu móc để liên tục hướng dẫn cho tàu thuyền cả vào ban ngày và ban đêm. Từ trên độ cao gần 15 mét của tháp đèn hải đăng Trường Sa lớn, có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh đảo Trường Sa lớn. Vẻ đẹp rực rỡ của ngọn hải đăng Trường Sa lớn là đêm đêm phát ra nguồn sáng khổng lồ, giúp tàu thuyền định hướng giữa đại dương mênh mông. Hải đăng Song Tử Tây là ngọn hải đăng đầu tiên được Việt Nam xây dựng tại quần đảo Trường Sa. Ngọn hải đăng này được xây dựng trên đảo nội cùng tên vào những ngày tháng 10 năm 1993, bên cạnh các công trình quân sự, dân sinh trên đảo. Hải đăng Song Tử Tây có chiều cao khoảng 36 mét, tầm chiếu xa khoảng 22 hải lý, chớp đơn với chu kỳ 15 giây. Hải đăng Song Tử Tây có màu xám sẫm, đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, thử thách của thời gian, sừng sững giữa màu xanh bao la của biển cả. Đèn của hải đăng Song Tử Tây quay tự động, sử dụng ánh sáng điện được cung cấp bằng hệ thống điện gió và pin năng lượng mặt trời, hoạt động với cơ chế ánh sáng trắng, chớp đơn chu kỳ 15 giây. Trong điều kiện thời tiết tốt, từ khoảng cách 22 hải lý, người đi biển đã có thể nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng này. Hải đăng trên đảo Song Tử Tây đã hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của các tàu thuyền trên biển nhằm đảm bảo an toàn, góp phần hiện đại hóa giao thông đường biển và khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Ngoài ra còn tích cực giúp cho việc cứu hộ, cứu nạn trên biển được thuận lợi, nhanh chóng và kịp thời. Ánh sáng của ngọn hải đăng trên đảo Song Tử Tây đã giúp hỗ trợ đảm bảo an toàn cho tàu thuyền trên biển, giúp ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền, bảo vệ vững chắc vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Hải đăng trên đảo Nam Yết được xây dựng vào năm 2013, có thân màu trắng, đỏ trắng, chiều cao tháp đèn khoảng 24,9 mét, chu kỳ chớp 15 giây. Để đèn luôn sạch, sáng, không bị hơi muối bám vào, công việc hàng ngày của những người gác đèn là lau chùi phải mất từ 3 đến 4 giờ trên ngày. Sau khi lau đèn và kính của đèn, lần lượt 40 tấm pin năng lượng mặt trời cũng được lau sạch, kiểm tra các chốt điện và sự hoạt động của pin để đảm bảo lượng điện mỗi ngày luôn ổn định. Ánh sáng hải đăng không thể thiếu cho các chuyến hải trình trên biển, nên dù khó khăn đến mấy, những người gác đèn ở hải đăng Nam Yết cũng cố gắng vượt qua mọi gian khổ để làm việc. Hơn nữa, ngọn hải đăng còn là sự khẳng định chủ quyền lãnh thổ, nên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hải đăng vẫn phải luôn sáng đèn. Làm việc ở đảo Nam Yết, những người gác đèn cũng như những chiến sĩ luôn coi đảo là nhà, biển cả là quê hương. Ngoài công việc gác đèn, những người làm việc ở các trạm hải đăng còn tham gia hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống. Nhờ sự cần cù cùng những giọt mồ hôi thầm lặng của những người lính nhà đèn mà những con mắt thần luôn tỏa sáng ở Trường Sa, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Đây tựa như là những cột mốc chủ quyền của Tổ quốc, hiên ngang tỏa sáng giữa biển khơi.
Hải đăng sinh tồn tọa lạc trên đảo Sinh Tồn, được xây dựng vào năm 2012, có tháp hình vuông màu vàng. Chiều cao tháp đèn là khoảng 24,9m, tầm hiệu lực khoảng 15 hải lý vào ban ngày và 20 hải lý vào ban đêm. Tất cả những thông số của hải đăng đã được đăng ký với Hiệp hội Báo hiệu Hàng hải Quốc tế để ghi lên hải đồ quốc tế về kinh độ, vĩ độ, đặc điểm báo hiệu hàng hải và quốc gia thiết lập. Đây là những dấu hiệu để người đi biển xác định được vị trí, phương hướng, tốc độ, khoảng cách trước và sau con tàu. Người đi biển chỉ cần căn cứ vào đặc điểm của đèn biển đã được đăng ký và thông báo trên hải đồ quốc tế là có thể biết được đó là đèn và vùng biển của quốc gia nào. Đây chính là sự khẳng định chủ quyền biển đảo của quốc gia. Hải đăng trên đảo Sơn Ca được xây dựng và đưa vào vận hành từ tháng 8 năm 2010 do Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Biển Đông và Hải đảo thuộc Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam quản lý và vận hành. Hải đăng Sơn Ca được xây dựng trên đảo Sơn Ca, tháp đèn có hình trụ màu vàng, cam, đỏ nổi bật. Hải đăng Sơn Ca cao 28m, tâm sáng 25,5m, chớp trắng nhóm 2, chu kỳ 10 giây, tầm hiệu lực khoảng 15 hải lý. Ban ngày, vào những lúc thời tiết tốt, từ cách xa hàng chục hải lý, tàu thuyền qua lại đã có thể nhìn thấy ngọn hải đăng này. Đèn hải đăng trên đảo Sơn Ca được chạy bằng điện năng lượng mặt trời và tự động bật tắt khi trời tối, nên phải luôn đảm bảo máy nổ, máy phát điện vận hành bình thường trong mọi điều kiện, nhất là thời điểm mưa bão kéo dài. Hơi muối mặn và gió biển dễ làm hư hỏng máy móc và các trang thiết bị kỹ thuật, nên các cán bộ công nhân viên phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị trên trạm. Hải đăng Sơn Ca được xem là ngọn hải đăng đẹp nhất trong số 9 ngọn đèn biển ở quần đảo Trường Sa. Điều đặc biệt là nó được xây dựng phía sau nghĩa trang liệt sĩ của đảo. Mỗi lần thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ, nhìn ngọn hải đăng như thấy ánh sáng niềm tin và yêu tổ quốc mình hơn. Tất cả các đoàn khách đến viếng liệt sĩ ở nghĩa trang này, sau khi thắp hương tưởng niệm, đều ngước mắt nhìn ngọn hải đăng như tìm thấy sự bình yên và niềm tự hào dân tộc. Từ đảo An Bang đi về phía tây bắc khoảng 75 hải lý là ta có thể đặt chân đến đảo Trường Sa lớn. Đảo An Bang được xem như là cầu nối giữa các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và khu vực thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Một khu vực giàu tiềm năng dầu khí, bên cạnh vị trí nằm gần đường hàng hải quốc tế lớn thứ hai thế giới. Với vị trí như vậy, đảo An Bang đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Với tiềm năng và tầm quan trọng như vậy của đảo An Bang, hải đăng An Bang đã được xây dựng như là bước đầu trong chiến lược biến hòn đảo này trở thành một địa điểm dịch vụ hàng hải lớn. Hải đăng An Bang được xây dựng vào ngày 25 tháng 5 năm 1995, có tháp hình trụ màu xám sẫm, tháp đèn hải đăng cao 24,9m, tâm sáng 22,2m, chớp trắng nhóm 2 chu kỳ 10 giây, tầm hiệu lực khoảng 15 hải lý. Hải đăng An Bang giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Trường Sa định hướng và xác định được vị trí. Giữa biển trời mênh mông, ngọn hải đăng An Bang vẫn ngày đêm miệt mài tỏa sáng, hỗ trợ định hướng cho tàu thuyền qua lại trong khu vực. Hải đăng An Bang không chỉ là điểm mốc cho tàu thuyền trong đêm tối giữa đại dương bao la, mà còn là cột mốc chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Đèn hải đăng hoạt động từ khoảng 17 giờ 30 phút vào ngày hôm trước đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau. Ngày nào có dông gió, sương mù, thời tiết xấu thì phải mở đèn sớm hơn và tắt muộn hơn. Khi gặp sự cố, đèn chính bị hỏng thì đèn phụ được bật lên để thay thế và ngay lập tức phải khắc phục sự cố đèn chính. Trong bất luận điều kiện nào, hải đăng không được tắt, bởi hải đăng An Bang không chỉ là cột mốc chỉ dẫn cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực mà còn là ánh sáng của chủ quyền quốc gia trên biển. Hải đăng Đá Lát được đặt trên đảo Đá Lát, nằm ở vị trí cực tây của quần đảo Trường Sa, cách đảo Trường Sa lớn khoảng 14 hải lý, được xây dựng vào năm 1994, có chiều cao tháp đèn 42m. Hải đăng Đá Lát nằm cách đơn vị hải quân đóng gần đó khoảng 1 hải lý. Hải đăng phát ánh sáng trắng, chu kỳ chớp 5 giây, than đèn có màu trắng, đỏ xen kẽ. Hải đăng Đá Lát cao khoảng 42m, là ngọn hải đăng cao nhất trong số 9 ngọn hải đăng ở quần đảo Trường Sa. Hải đăng Đá Lát được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 1994. Đây là một trong những ngọn hải đăng hoạt động sớm nhất ở khu vực huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Quanh đảo Đá Lát có 3 xác tàu mắc cạn, nay chỉ còn những khối sắt vụn rỉ sét, mục ruống phía mép đảo. Những con tàu đó bị mắc cạn từ trước khi có hải đăng Đá Lát. Có lẽ những người lái tàu không nghĩ rằng ở giữa biển khơi mênh mông lại có những hòn đảo chìm nên mới mắc cạn như thế. Từ khi có hải đăng, tàu thuyền qua lại khu vực này không còn mắc cạn nữa.
Vì hải đăng được xây dựng bên trong rạn san hô, nên khi tiếp tế, tàu phải neo đậu ở vùng nước sâu và dùng cano để chuyển hàng vào. Vào mùa biển êm thì việc tiếp tế khá thuận lợi, nhưng vào mùa biển động thì rất khó khăn do cano nhỏ và sóng lớn đánh rất nguy hiểm. Để duy trì hoạt động, mỗi 2 đến 3 tháng một lần, tàu hậu cần lại nhận nhiệm vụ để tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống cùng các nhu yếu phẩm cần thiết cho hải đăng Đà Lạt. Hải đăng Đá Tây được xây dựng trên hòn đảo cùng tên, nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Hải đăng Đá Tây có thân màu xám sẫm, được xây dựng vào ngày 21 tháng 6 năm 1994, chiều cao tháp đèn khoảng 20m, tâm sáng 22m, chu kỳ chớp 10 giây. Hải đăng Đá Tây thuộc hệ thống đảm bảo an toàn hàng hải quốc tế. Ngọn hải đăng này có nhiệm vụ cung cấp ánh sáng báo hiệu luồng tàu và đảm bảo tránh trú bão, và cũng là tín hiệu để dẫn đường cho ngư dân khi đánh bắt trên biển. Hải đăng Tiên Nữ được xây dựng trên một mỏm đá mồ côi ở đá Tiên Nữ. Vào năm 2000, hải đăng Tiên Nữ được thiết lập ở vị trí cách điểm đảo khoảng 2,9 hải lý về phía đông bắc. Hải đăng Tiên Nữ có tâm sáng ở độ cao khoảng 20,5 mét, tầm hiệu lực ánh sáng vào ban ngày khoảng 14 hải lý, tầm hiệu lực ánh sáng vào ban đêm khoảng 15 hải lý. Hải đăng Tiên Nữ là ngọn đèn biển ở phía cực đông của Tổ quốc, bởi từ đảo Tiên Nữ ra đến hải đăng Tiên Nữ phải đi qua một hồ nằm trong bãi đá, tàu lớn không vào được, xuồng chỉ được phép chạy khi thời tiết thuận lợi. Hải đăng Tiên Nữ nằm ở rìa bãi đá phía đông của đảo Tiên Nữ. Khu vực này nằm trong tuyến hàng hải quốc tế và có khá nhiều tàu thuyền của ngư dân qua lại đánh bắt, neo đậu tại đây. Ngọn hải đăng Tiên Nữ có nhiệm vụ quốc tế là đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền qua lại nơi đây trong phạm vi bán kính khoảng 14 hải lý. Ngoài ra còn là nơi hỗ trợ ngư dân những khi thiếu lương thực, thực phẩm hay nước ngọt. Các bạn thân mến, hiện nay trên các đảo và điểm đảo ở quần đảo Trường Sa có 9 ngọn hải đăng đang hiện diện trên đảo Đà Lạt, An Bang, Đá Tây, Tiên Nữ, Song Tử Tây, Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca và Nam Yết. Tất cả 9 ngọn hải đăng này do các kỹ sư, cán bộ, công nhân viên của Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Biển Đông và Hải đảo quản lý, vận hành, bảo dưỡng. Việc xây dựng hải đăng trên các đảo được bắt đầu khi đường hàng hải quốc tế mở rộng trên biển và để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dù hiện nay mới chỉ có 9 ngọn hải đăng được xây dựng trên tổng số 21 thực thể thuộc đảo Trường Sa mà Việt Nam đang kiểm soát, nhưng mỗi ngọn hải đăng đều là một công trình mang đậm sự kiên cường, bất khuất của toàn thể dân tộc Việt Nam trong cuộc hành trình bảo vệ chủ quyền ở Trường Sa, một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Những ngọn hải đăng vẫn đang ngày đêm cần mẫn tỏa sáng để hỗ trợ, định hướng cho tàu thuyền qua lại trong khu vực. Đây không chỉ là điểm mốc cho tàu thuyền trong đêm tối giữa đại dương bao la, mà còn là khẳng định cột mốc chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Với nhiệm vụ không để hải đăng bị tắt trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cán bộ, kỹ sư, nhân viên nhà đèn, mặc dù phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt, thường xuyên và tiếp xúc với ắc quy, axit, thiết bị máy móc, nhưng các anh vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình. Các ngọn hải đăng ở quần đảo Trường Sa thường được mở từ 17:30 ngày hôm trước đến khoảng 5:30 sáng ngày hôm sau. Ngày nào có dông gió, trời có sương mù thì phải mở đèn sớm hơn và tắt muộn hơn. Mỗi trạm hải đăng có từ 4 đến 5 người làm việc. Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an toàn hàng hải, sự hiện diện của các hải đăng ở quần đảo Trường Sa còn mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Những đóng góp, hy sinh của những công nhân trạm hải đăng ở quần đảo Trường Sa không kém so với các lực lượng quân đội, nhưng còn ít được biết đến, và đó chính là sự hy sinh thầm lặng. Những người gác đèn biển là biểu tượng của tinh thần bền bỉ, những cột mốc sống khẳng định chủ quyền của Tổ quốc tại quần đảo Trường Sa. Chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.